Chúng ta sẽ đi vào nội dung là về phần số nguyên tố và hợp số. Như thầy có nói thì cái phần số nguyên tố này là cái phần kiến thức trọng tâm bậc nhất của lớp 6. Cho nên là các bạn sẽ phải cần rất tập trung cho thầy. Được chưa nào? Thứ nhất chúng ta sẽ có một chỗ 1 là khái niệm về số nguyên tố. Đúng không? Số nguyên tố là những số tự nhiên. Là những số tự nhiên. Đầu tiên là nó phải là số tự nhiên. Số tự nhiên này thì nó có đặc điểm là nó phải lớn hơn 1. Lớn hơn 1. Nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Và chính nó. Được chưa? Là cái số tự nhiên lớn hơn 1. Nó chỉ chia cho 1 và chính nó. Được chưa nào? Đó, nó liên quan đến số nguyên tố đấy. Vậy thì bây giờ đối với lại là những cái số tự nhiên lớn hơn 1 và nó chỉ chia cho 1 và chính nó thì các con có thể liệt kê được cho thầy những cái số tự nhiên nó thỏa mãn cái nội dung trên không? Là những số nào? Số 2 đúng không? 3 5 7 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, vân vân, đúng không? Vậy thì bây giờ các con nhìn thấy ra một điều rằng đó là trong tất cả những số nguyên tố của chúng ta thì nó chỉ có duy nhất một số chẵn là một số 2 thôi, đúng không? Ta có số nguyên tố bé nhất, số nguyên tố bé nhất là cái số nguyên tố bé nhất của chúng ta là số 2. Được chưa? Cái số nguyên tố bé nhất của chúng ta là số 2 và cũng là số chẵn duy nhất. Đúng không? Và cái số 2 này số 2 nó sẽ cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất. Được chưa nào? Đó. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sang đến phần số 2. Thế nào là hợp số? Hợp số, đúng không? Hợp số của chúng ta là những số tự nhiên lớn hơn 1. Là những số tự nhiên lớn hơn 1. Có nhiều hơn 2 nữa. Đúng chưa? Đó. Vậy thì bây giờ để mà chúng ta chứng minh một số là số nguyên tố thì chúng ta chỉ cần chỉ ra số đó là nó có thể chia hết cho một số nào đấy khác 2 nữa là ok. Đúng nào? Thì một thì chắc chắn là nó chia hết rồi. Chúng ta chỉ ra một số ví dụ chia cho 3, chia cho 5. Cái phần thứ ba của chúng ta là cái phần trọng tâm. Nếu như mà những cái bài toán tiếp theo của chúng ta, à không phải là nếu như nữa mà chính xác là những cái bài toán tiếp theo của chúng ta là liên quan đến ước chung lớn nhất, bội chung và bội chung nhỏ nhất, thì chúng ta phải thành thạo được một cái phương pháp đó là phân tích một số thành các cái tử số nguyên tố, được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ có phần số 3. Phân tích một số ra các cái thừa số nguyên tố. Các bạn cần chú ý nhé. Thứ nhất là chúng ta có các cái thừa số nguyên tố là những cái thừa số nào? Thừa số nguyên tố. Đúng không? Chúng ta có các thừa số nguyên tố ở đây nó là 2 3 7 11 đúng không? Vân vân. Thì thông thường chúng ta sẽ phân tích ra các cái thừa số là 2, 3, 7 là nhiều. Đúng nào? Vậy thì cái việc mà phân tích một số ra thừa số nguyên tố ấy thì chúng ta viết một cái số nó ra tích của các cái thừa số này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có hai cái cách viết. Ví dụ thầy sẽ có phân tích các cái số sau ra thừa số nguyên tố nào. Thầy sẽ có là số 24. Được chưa? Cái số 24
24. 24 này bây giờ chúng ta sẽ cần phân tích cái số 24 này ra thành thừa số nguyên tố. Đúng nào? Thì đến đây, tức là để phân tích để phân tích cái số 24 của chúng ta thành các thừa số nguyên tố. Thì ta có hai cách. Cách 1. Cách 1 đó là chúng ta sử dụng sơ đồ cây. Sơ đồ cây nha. Là 24 của chúng ta ở đây nó sẽ bằng mấy? 3 x 8. Đúng không? 8 thì bằng 2 x mấy? 2 x 4. 4 thì bằng 2 nhân với 2. Có đúng chưa? Đó. Vậy thì bây giờ cái cây này thì dĩ nhiên là cái gốc là ở đây nó lộn ngược xuống dưới đất. Đúng nào? Là cái gốc ở đây. Đấy. Vậy thì bây giờ các bạn cần chú ý là coi như sau. Vậy thì bây giờ 24 của chúng ta nó sẽ là bằng 3 này nhân 2 nhân 2 nhân 2. Thì chúng ta sẽ viết là các cái thừa số bé trước và thừa số lớn sau. Thì nó sẽ là bằng 2 mũ 3 nhân với 3. Thì đây là cái cách là chúng ta phân tích cái số 24 này thành tích của các cái thừa số nguyên tố. Bởi vì 2 và 3 là thừa số nguyên tố. Thì người ta gọi cái việc này đó là phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Nói đơn giản đó là chúng ta viết lại cái số đấy dưới dạng tích của các cái thừa số nguyên tố. Đúng không? Và khi có các cái thừa số giống nhau thì chúng ta dùng cái phép toán là lũy thừa để chúng ta viết. Cách thứ hai của chúng ta nữa là gì? Cách thứ hai của chúng ta ở đây là chúng ta dùng sơ đồ cột. Ở trong cái sơ đồ cột thì các bạn cần chú ý này. Ta có là 24. Chúng ta chia cho mấy? 24 chia 2 thì được mấy nhỉ? 24 chia 2 thì được 12. 12 chia 2 thì được mấy? Được 6. 6 chia 2 được mấy? Được 3. Đó. Vậy thì lúc này các bạn sẽ có rằng là 24 của chúng ta nó cũng bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân với 3 thì cũng bằng 2 mũ 3 nhân với 3. Được chưa nào? Đó. Thì ở trong cái bài này thì chúng ta thích cái cách nào thì chúng ta phân tích ở cái cách đấy, không bắt buộc, tùy các bạn. Miễn làm sao mà đúng là được. Đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bài trên bảng này. Chúng ta sẽ có một cái thử thách nhỏ như sau. Bạn Quỳnh, bạn Quỳnh. Đúng không? Đang đi ở ô tìm đường đến phòng chiếu phim số 2. Đây, phòng chiếu phim số 2. Đó. Biết rằng chỉ có thể đi từ ô 1. Ô 1 đâu? Có thể đi từ một ô trung cạnh có chứa số nguyên tố. Theo em Quỳnh sẽ đi như nào? Bạn Quỳnh đi đây đúng không? Quỳnh đang nằm ở đây đúng không? Đó. Thì sẽ đi như nào? Ok. 5. 5 xong bắt đầu đến 19. Xong đến mấy? Xong đến 13. Xong sang 11. Xong sang mấy nữa? 23. Xong đến 23. Xong đến 29. 31. 41 à? 17. Đó, bạn phải đi như thế này. Đó. Được chưa? Đấy thì đây là một cái ví dụ của chúng ta để chúng ta nhớ là các cái số nào là số nguyên tố. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ đi vào dạng của cái bài tập đầu tiên của chúng ta. Đó là phân tích một số ra tích các cái thừa số nguyên tố. Được chưa? Phân tích các số sau thành tích của số nguyên tố theo sơ đồ cây hoặc sơ đồ cột. Được chưa nào? Bây giờ 37 của chúng ta thì nó bằng mấy? 1 x 37. Đúng không? 37 của chúng ta là số nguyên tố rồi. Được chưa? Khỏi phân tích nữa. Đúng không? Thứ hai là 84. 84 thì chúng ta sẽ chia cho 2. 84 chia cho 2 thì bằng 42. 42 chia tiếp cho 2 thì bằng 21. Đúng không? Tại sao lại phải chia cho 2? Bởi vì 2 nó là số nguyên tố chẵn bé nhất. Ra. Nếu mà 2 không chia được, chúng ta chia cho 3. Vậy thì bây giờ 21 thì nó bằng 3 nhân mấy? 3 nhân 7. Vậy thì các bạn sẽ có là 84 nó sẽ là bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 7. Đúng không?
84 là nó bằng 2 nhân 2 nhân 3 nhân 7 thì nó sẽ là bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 7, đúng không? Tiếp theo câu C của chúng ta nào. 120. Ta có 120 thì nó sẽ bằng 2 nhân 60. 60 thì nó sẽ là bằng 2 nhân 30. 30 thì bằng 2 nhân 15. 15 thì bằng 3 nhân 5. Vậy thì lúc này các bạn sẽ có rằng là 120 nó sẽ là bằng mấy? 2 nhân 2 nhân 2 là bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Đúng chưa? Đó. Tiếp tục là 1000. 1000 của chúng ta ở đây thì nó sẽ bằng 2 nhân với 500. 500 thì bằng 2 nhân với 250. 250 thì bằng 2 nhân với 125. 125 thì bằng 5 nhân với 25. Mà 25 thì bằng 5 nhân 5. Có đúng không? Vậy thì 1000 của chúng ta nó sẽ bằng này, 1 2 3 tức là 2 mũ 3. 1 2 3 là bằng 2 mũ 3. Nhân với 1 2 3 nhân với 5 mũ 3. Đó. Thì đấy là cái cách chúng ta phân tích một số thành tích của các cái thừa số nguyên tố nhá. Thực hiện câu A này các bạn chú ý này. Phân tích các cái số sau thành các cái thừa số nguyên tố thì các bạn chú ý là có như sau này. Thì bây giờ cái số này 4 mũ 2 đúng không? Nhân với 6 mũ 3 nhân với 12 thì 4 6 12 của chúng ta thì nó không phải là các cái thừa số nguyên tố. Thừa số nguyên tố của chúng ta là 2 3 7, 2 3 5 7 đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đưa về đây nó sẽ là bằng bao nhiêu? 2 4 thì bằng 2 mũ 2. Tất cả mũ 2 này, đúng nào? Nhân với 6 thì là bằng 2 nhân 3. Tất cả mũ mấy? Tất cả mũ 3. 12 thì nó bằng 3 nhân với 2 mũ 2. Đó. Vậy thì lúc này nó sẽ là bằng này, 2 mũ 4 nhân với 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 nhân với 3 nhân 2 mũ 2. Vậy thì nó bằng này, 2 mũ 4 nhân 2 mũ 3 nhân với 2 mũ 2 là bằng 2 mũ 9 nhân với 3 mũ 4. Có đúng không? Rõ ràng 2 và 3 này nó chính là các cái thừa số nguyên tố. Vậy thì bây giờ cái số này ta phân tích về thừa số 2 và thừa số 3 là các thừa số nguyên tố nhân với nhau thì đã là thỏa mãn yêu cầu của ngoài đề bài. Các con hiểu chưa? Tương tự các bạn comment cho thầy câu B và câu C câu D. Yeah. Ta có như sau, 9 mũ 2 nhân 15 mũ 2 này thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? 9 thì bằng 3 mũ 2. Tất cả mũ 2 nhân với 15 mũ 2 là 3 nhân với 5 tất cả mũ 2. Thì nó bằng 3 mũ 4 nhân bao nhiêu? Nó bằng 3 mũ 4 nhân với 3 mũ 2 nhân với 5 mũ 2. Vậy bằng bao nhiêu? 3 mũ 6 nhân với 5 mũ 2. Được chưa? Đó. Nó bằng 3 mũ 6 nhân với 5 mũ 2. Vậy thì lúc này là 100. 100 này, 100 thì bằng bao nhiêu? 100 thì bằng bao nhiêu nào? Các bạn cần chú ý, chúng ta phải nháp một chút. 100 này thì nó sẽ là bằng 2. 2 nhân với 50. 50 thì bằng 2 nhân với 25. 25 là bằng 5 nhân 5. Vậy thì bằng 5 mũ 2 nhân với lại là 2 mũ 2 thì bằng 5 mũ 2 nhân với lại là bằng 2 mũ 2 nhân với 5 mũ 2 nhân với lại là 20 mũ 3. 20 của chúng ta ở đây thì nó bằng 2 nhân với 10 thì nó bằng 2 nhân 5 tức là bằng 2 mũ 2 nhân với 5 tất cả mũ mấy? Mũ 3. Vậy thì bây giờ nó sẽ là bằng 2 mũ 2 này nhân với 5 mũ 2 nhân tiếp với mấy? 2 mũ 6 nhân với 5 mũ 3. Vậy thì nó sẽ là bằng 2 nhân với 6 là bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 8. Nhân tiếp với bao nhiêu nữa? 5 mũ 2, 5 mũ 3 là 5 mũ 5. Được chưa? Đó. Ok chưa? Tiếp theo, câu D của chúng ta. Câu D có vẻ là hơi nhiều số đúng không? Các bạn chú ý như sau này. Câu D của chúng ta này.
Ta có đây nó bằng này 5 mũ 2 nhân với lại là 2 nhân với 3 mũ 5. Được chưa? 2 nhân 3 mũ 5 này. Nhân với lại là bao nhiêu nữa? Nhân với lại là 2 mũ 3 mũ 2. Nhân với 3 mũ 3. Tất cả mũ 3. Có đúng không? Vậy thì nó bằng 5 mũ 2 này. Nhân với lại là 2 mũ 5. Nhân với 3 mũ 5. Nhân tiếp bao nhiêu? Nhân tiếp với lại là 2 mũ mấy? 2 mũ 6. Nhân với 3 mũ 9. Đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết rằng là cơ số 2 trước 2 mũ 5 nhân 2 mũ 6 nhân tiếp với cơ số 3 là 3 mũ 5 nhân 3 mũ 9 nhân tiếp là 5 mũ 2 cùng cơ số trước đi. Đó. Vậy thì lúc này các bạn sẽ có được đó là bằng bao nhiêu? 2 mũ 11 nhân với bao nhiêu? 2 mũ 1 nhân với 3 mũ mấy? 2 mũ 11 nhân với 3 mũ 14 nhân với 5 mũ 2. Được chưa? Đấy. Vậy thì các bạn cần phải lưu ý cho thầy nhá. Ở trong cái bài toán lời văn như này thì thông thường chúng ta sẽ phải đọc, quan sát và phân tích các đề bài. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung bài toán có lời văn ở trong cái phần này. Đề bài như sau. Khối lớp 6 chúng ta có 70 học sinh, thầy Lam muốn chia lớp thành các nhóm nhỏ thực hiện cái học tập. Biết rằng các cái nhóm đều có số người là lẻ này. Bằng nhau này. Có đúng không? Và là số nguyên tố. Đấy, hỏi một nhóm có thể có bao nhiêu người. Vậy thì ở trong cái bài này các bạn lưu ý sao ta có này, 70 này. 70 thì bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta đã qua được cái bước phân tích rồi thì các bạn phải phân tích cho nháp. 70 thì nó bằng 2 nhân 35, 35 bằng 5 nhân 7. Đúng không? Vậy 70 nó sẽ bằng 2. Bằng 2 nhân 5 nhân 7. Được chưa? 70 ở đây nó sẽ là bằng 2 nhân 5 nhân 7. Được chưa? Vậy thì rõ ràng ở đây. Vậy thì lúc này ta có thể chia mỗi nhóm 5 người hoặc mấy? 5 người. Hoặc là 7 người. Đúng không? Bởi vì là 2 của chúng ta nó là chẵn mất rồi. Mà đây nó phải là lẻ này, bằng nhau này, và là số nguyên tố. Đấy. Vậy mỗi nhóm có thể có, mỗi nhóm của chúng ta nó có thể có bao nhiêu? Mỗi nhóm ở đây thì nó có thể có là mấy? Có 5 người. Được chưa? Hoặc 7 người. Đấy, thì đây là một cái ví dụ đầu tiên của chúng ta. Được chưa? Tương tự bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài số 2. Bài số tiếp theo chúng ta như sau. Đề bài nào. Trong cái nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng tại quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 25 người gồm một sĩ quan, chỉ huy và các cái chiến sĩ. Hỏi trong cái cách sắp xếp các chiến sĩ thành các hàng sao cho mỗi hàng có số người là như nhau và lớn hơn là 5. Được chưa? Vậy thì bây giờ người ta hỏi rằng là hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các cái chiến sĩ thành các cái hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau và lớn hơn 5. Đó. Vậy bây giờ trong cái bài này các bạn chú ý thầy sao nào. Bây giờ chúng ta sẽ vào đến cái bài tiếp theo, đó là cái bài liên quan đến bài toán của Lê Văn. Thì trong cái nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng này tại quảng trường Ba Đình, đội tiêu binh có 25 người gồm một sĩ quan và các chiến sĩ. Vậy thì hai ta có như sau. 25 người. Đúng không? Nó có một sĩ quan và 24 chiến sĩ. Có đúng không? 25 người thì bao gồm một sĩ quan và 24 chiến sĩ. Được chưa? Thì đối với lại là 24 chiến sĩ như này thì ta sẽ có rằng là hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 24 chiến sĩ như này thành các cái hàng sao cho mỗi hàng có số người như nhau và lớn hơn 5. Đúng không? Thì ta có như sau nào. Ta có ước của 24 nó bằng mấy?
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 và 24. Đúng không? Và nó lớn hơn 5. Đúng nào? Do là số người ở mỗi hàng của chúng ta lớn hơn 5. Suy ra lúc này chúng ta sẽ có các giá trị là bao nhiêu? Ta sẽ có rằng là số người mỗi hàng là suy ra sẽ có rằng là số người ở mỗi hàng của chúng ta là bao nhiêu? Mỗi hàng là số người ở mỗi hàng của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 6, 8, 12 và 24. Vậy lúc này chúng ta có mấy cách xếp hàng? Vậy ta có bao nhiêu cách? Ta có 4 cách. 4 cách để mà sắp xếp. Cụ thể cái nhất đó là 6 người một hàng. 6 người một hàng. Cái tiếp theo là 8 người một hàng. Cái tiếp theo nữa là mấy? 12 người một hàng. Và tiếp theo là 24 người một hàng. Đó, thì đó nó chính là cái nội dung bài tập của chúng ta như thế này.